Nga nói EU tan rã trước khi kết nạp Ukraine. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga cho rằng quá trình Ukraine gia nhập EU mất nhiều thời gian đến mức khối này sẽ tan rã trước khi kết nạp Kiev. Cao ủy châu Âu Oliver Vahely gần đây nói với tờ Welt am Sonntag của Đức rằng quá trình chuẩn bị để kết nạp Ukraine vào Liên minh châu Âu sẽ mất nhiều năm. Tôi cho rằng EU đã tan rã trước khi điều đó xảy ra. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Sakharova đăng trên Telegram hôm 7 tháng 11. Tuyên bố được bà Sakharova đưa ra sau khi Bộ trưởng Pháp Clément Bonnet, nước giữ chức Chủ tịch Luân phiên EU, thông báo các thành viên đã đồng thuận hoàn toàn về việc Ukraine trở thành ứng viên gia nhập Liên minh. Ukraine và EU chưa phản hồi về bình luận của bà Sakharova. Quá trình đàm phán để Ukraine gia nhập EU có thể kéo dài do Liên minh sẽ áp các điều kiện cải cách tư pháp và giải quyết tham nhũng cùng nhiều vấn đề khác. Trước khi Kiev có thể chuyển sang đàm phán gia nhập chính thức, EU có thể mất nhiều thập kỷ để đánh giá kỹ lưỡng trước khi Ukraine có thể trở thành thành viên của khối. Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev từng dự đoán Ukraine có thể gia nhập EU vào những năm 2050 và khối này có thể đã tan rã từ trước đó. Tổng thống Nga Vladimir Putin nói ông không phản đối Ukraine gia nhập EU vì đây không phải là liên minh quân sự giống NATO. Tuy nhiên, ông cũng cảnh báo nếu Ukraine tiếp tục ý định gia nhập EU, nước này sẽ biến thành bán thuộc địa của phương Tây. Sau khi Nga mở chiến dịch quân sự hồi cuối tháng 2, Tổng thống Volodymyr Zelensky đã ký đơn xin gia nhập EU và đề nghị được kết nạp nhanh chóng vào liên minh này. Nếu được phê duyệt tư cách ứng viên, Ukraine sẽ phải nỗ lực để đáp ứng tiêu chí Copenhagen được EU đề ra đối với các nước xin gia nhập về nền kinh tế thị trường tự do, cũng như các giá trị về dân chủ nhân quyền của EU. Tổng thống Ukraine gọi vốn để thành lập hạm đội bảo vệ vùng biển. Ngày 5 tháng 11, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố ý định gây quỹ thành lập một hạm đội tàu không người lái để bảo vệ những vùng biển của nước này. Trong phát biểu thường lệ qua video, Tổng thống Ukraine cho biết sẽ triển khai nền tảng gây quỹ để thực hiện kế hoạch thành lập hạm đội tàu không người lái trong tuần tới. Ông Zelensky tuyên bố, tuần tới chúng ta sẽ triển khai thêm một chiến dịch gây quỹ khác để tập hợp tiền xây dựng một hạm đội tàu không người lái. Tất cả đều biết hiệu quả của loại trang thiết bị này. Theo ông Zelensky, Ukraine cần các tàu không người lái để bảo vệ những vùng biển của nước này. Trước đó, vào ngày 29 tháng 10, Bộ Quốc phòng Nga đã cáo buộc Ukraine thực hiện một cuộc tấn công bằng tàu không người lái nhằm vào tàu quân sự và dân sự tại vịnh Sevastopol ở Crimea. Nga thông tin rằng việc chuẩn bị cho cuộc tấn công được thực hiện với hướng dẫn của chuyên gia Anh, trong đó Ukraine lợi dụng hành lang an toàn được nhất trí theo thỏa thuận ngũ cốc do Liên Hợp Quốc làm trung gian. Vụ tấn công hạm đội Biển Đen đã khiến Nga ngừng tham gia thỏa thuận cho đến khi nhận được những đảm bảo của Ukraine về việc không tiến hành các cuộc tấn công tương tự. Mới đây, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antonio Blinken cho biết, chính quyền của ông Joe Biden sẽ không phản đối dự định của Việt Đức về việc gửi xe tăng chiến đấu chủ lực cho Ukraine. Khi trả lời các phóng viên ở MUST, Đức, ông Antony Blinken nói, trên thực tế Mỹ ủng hộ bất cứ nước nào cung cấp xe tăng cho Ukraine, khi xác định rằng điều đó có thể giúp cho quốc gia này. Phát ngôn của ông Blinken được đưa ra trong bối cảnh Đức đã từ chối mở kho xe tăng Leopard của mình để cung cấp cho Ukraine, trên cơ sở không có đồng minh NATO nào khác cung cấp hệ thống vũ khí như vậy cho nước này. Chia sẻ của ông Blinken có thể tạo ra lời kêu gọi để các thành viên của NATO ở châu Âu thúc đẩy đề nghị phía Berlin hỗ trợ cho Ukraine nhiều hơn. Khéo léo dành lời ca ngợi sự hỗ trợ của Đức dành cho Ukraine trong gần 9 tháng qua, nhà ngoại giao số 1 của Mỹ nhận định rằng Đức là một trong các nhà đóng góp lớn nhất cho Ukraine, bao gồm cả viện trợ vũ khí sát thương. Quốc gia này còn đóng vai trò viện trợ nhân đạo cực kỳ quan trọng khi tiếp nhận hơn 1 triệu người Ukraine tị nạn. Đức đã hứng chịu nhiều chỉ trích về cuộc chiến ở Ukraine, nhưng mọi việc chỉ thực sự trở nên đặc biệt gay gắt vào thời điểm Tổng thống Nga Putin phát động chiến dịch nhằm lật đổ Tổng thống Zelensky. Thay vì cung cấp vũ khí, Đức lại đề nghị gửi cho Ukraine 5.000 chiếc mũ bảo hiểm, điều khiến cho thị trưởng của thành phố Kiev, ông Klitschko, cảm thấy như một trò đùa. Thưa quý vị, ngày 4 tháng 11, phát ngôn viên Lầu Năm Góc Sabina Singh cho biết Ukraine sẽ tiếp nhận thêm 90 xe tăng chiến đấu chủ lực T-72B từ Cộng hòa Séc, còn Mỹ và Hà Lan sẽ lo chi phí 90 triệu USD để tân trang cho số xe tăng này. Theo vị này, đây là lần đầu tiên Mỹ chi tiền để đưa các xe tăng T-72B trở lại hoạt động ở Ukraine. Chúng sẽ được trang bị kính ngắm và hệ thống liên lạc được cải tiến. Đồng thời, đây cũng là một phần trong sáng kiến viện trợ an ninh cho Ukraine trị giá 400 triệu đô la. Bà Singh cho hay, trong số này, một số xe tăng sẽ tới Ukraine vào tháng 12 tới, số còn lại sẽ tới vào năm 2023. Ngoài việc thanh toán tân trang xe tăng, gói viện trợ này còn bao gồm 1.100 UAV, 40 thuyền thiết giáp trên sông,
tiền tân trang 250 xe an ninh thiết giáp M1117 và một số lượng chưa được tiết lộ các tên lửa dành cho hệ thống phòng không tầm trung HAARP được Tây Ban Nha cung cấp cho Ukraine. Ngoài ra, gói viện trợ còn bao gồm các hệ thống liên lạc bảo mật và hệ thống theo dõi. Mỹ đã viện trợ quân sự cho Ukraine hơn 18,9 tỷ đô la Mỹ kể từ khi Tổng thống Joe Biden nhậm chức vào tháng 1 năm 2021. Đến nay, chính quyền Biden đã dành hơn 65 tỷ đô la viện trợ kinh tế và quân sự cho Ukraine kể từ khi hoạt động quân sự của Nga bắt đầu hồi tháng 2. Mới đây, chính phủ Thụy Sĩ cho biết nước này đã một lần nữa từ chối lời kêu gọi của Đức về việc cho phép xuất khẩu đạn dược do Thụy Sĩ sản xuất sang Ukraine. Theo đó, thì chính phủ Thụy Sĩ nêu rõ, theo nguyên tắc đối xử bình đẳng trong luật trung lập, chừng nào Kiev còn liên quan một cuộc xung đột vũ trang quốc tế, Thụy Sĩ không thể đồng ý với yêu cầu chuyển giao trang thiết bị chiến tranh có nguồn gốc từ Thụy Sĩ cho Ukraine. Đối với việc xuất khẩu vũ khí đạn dược cho một nước, Thụy Sĩ thông thường đòi hỏi cam kết không tái xuất dựa trên nguyên tắc đảm bảo quốc gia liên quan sẽ không chuyển các vũ khí đạn dược đó cho một nước khác mà không có sự đồng ý trước của Thụy Sĩ. Đây là một thực tế được quốc tế công nhận. Giấy phép xuất khẩu sẽ không được cấp nếu quốc gia nhận vũ khí đạn dược có liên quan đến một cuộc xung đột vũ trang nội bộ hoặc quốc tế. Trước đó, thì vào tuần trước, Hội đồng Liên bang Thụy Sĩ ra tuyên bố khẳng định sẽ tiếp tục kiên định lập trường trung lập về chính trị, bất chấp những thay đổi của tình hình quốc tế. Hội đồng này cho biết tuyên bố nhằm phản hồi trước việc một nhóm nghị sĩ trong Quốc hội kêu gọi làm rõ chính sách trung lập trong bối cảnh xung đột Nga-Ukraine tiếp diễn. Lần gần đây nhất, Hội đồng Liên bang Thụy Sĩ đề cập vấn đề này một cách chi tiết là vào năm 1993, trong sách trắng về sự trung lập. Quy chế trung lập của Thụy Sĩ là trụ cột trong chính sách an ninh và đối ngoại. Điều này có nghĩa là Thụy Sĩ sẽ không thể can dự vào một cuộc chiến giữa hai quốc gia khác và cũng không thể hỗ trợ quân sự cho bất cứ bên nào trong cuộc xung đột, dù là trực tiếp hay gián tiếp. Nga cạn phương án gây sức ép với Ukraine. Quyết định nối lại thỏa thuận ngũ cốc cho thấy Nga đang cạn dần lựa chọn tăng sức ép với Ukraine trong khi ảnh hưởng của Thổ Nhĩ Kỳ gia tăng. Bộ Quốc phòng Nga ngày 30 tháng 10 tuyên bố đình chỉ thực thi thỏa thuận ngũ cốc sau khi cáo buộc Ukraine thực hiện vụ tập kích tàu chiến hạm đội Biển Đen tại cảng Sevastopol trên bán đảo Crimea. Nga trước đó cũng từng đe dọa rút khỏi thỏa thuận sau vụ nổ cầu Kursk ở Crimea hôm 8 tháng 10. Tuy nhiên, sau cuộc điện đàm với người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan hôm 1 tháng 11, Tổng thống Vladimir Putin đã đảo ngược quyết định với sự nhượng bộ duy nhất mà ông nhận được là đảm bảo bằng văn bản từ Kiev về không sử dụng hành lang vận chuyển ngũ cốc trên biển cho mục đích quân sự. Đây là động thái khá bất ngờ, chúng tôi không tin thỏa thuận này sẽ chết, nhưng không nghĩ Nga đổi ý nhanh như vậy. Andrei Sizov, chuyên gia tại Tổ chức Nghiên cứu Thị trường Nông nghiệp Sovecon, trụ sở ở Moscow nói, Thổ Nhĩ Kỳ đã làm rất tốt. Tatiana Stanovaya, nhà sáng lập công ty phân tích chính trị R-Politik ở Nga, cho rằng quyết định nối lại thỏa thuận cho thấy Nga không có phương cách nào để ngăn chặn dòng chảy xuất khẩu ngũ cốc qua Biển Đen. Điện Kremlin đã rơi vào cái bẫy của chính mình mà không biết làm thế nào để thoát ra, Stanovaya nói. Theo chuyên gia này, sau khi quân cảng ở Sevastopol bị tập kích, Nga đã rất tức giận và tuyên bố đình chỉ thỏa thuận ngũ cốc như một biện pháp đáp trả. Nhưng Nga không biết làm thế nào để ngăn tàu xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine, Stanovaya cho hay. Họ chỉ có thể làm như vậy bằng biện pháp quân sự, nhưng sử dụng vũ lực với tàu hàng không nằm trong kế hoạch của Moscow. Trong khi đó, quyết định đình chỉ thỏa thuận ngũ cốc của Nga cũng có thể chọc giận lãnh đạo các nước châu Phi và Trung Đông, những người mà ông Putin tìm cách thu hút ủng hộ. Trước khi xung đột Ukraine bùng phát, các nước châu Phi và Trung Đông nhập phần lớn lượng ngũ cốc xuất khẩu của Kiev. Trong một thông báo về gia hạn thỏa thuận hôm 2 tháng 11, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan cho hay các lô hàng ngũ cốc Ukraine tiếp theo sẽ được chuyển tới Somalia, Djibouti và Sudan, các quốc gia ở châu Phi. Giới chuyên gia nhận định các bên liên quan có thể đã đưa ra một số cam kết riêng với Moscow như đảm bảo giúp Nga xuất khẩu lương thực của họ để thuyết phục ông Putin nối lại thỏa thuận ngũ cốc. Tuy nhiên, Stanovaya cho rằng những gì đã diễn ra cho thấy Nga chỉ nhượng bộ khi vấp phải phản kháng và thách thức. Ông Putin biết cách thoái lui khi cần, chuyên gia này nói. Giới chức Ukraine và các nhà quan sát cho rằng thỏa thuận ngũ cốc có thể là bài học để phương Tây tìm ra cách thuyết phục Nga nhượng bộ. Trong thời điểm ông Putin dường như muốn leo thang tình hình như một cách để giữ hình ảnh sau những thất bại trên chiến trường. Họ sẽ nhượng bộ trước đối thủ biết cách thể hiện rõ lập trường, Mykhailo Podolyak, cố vấn Tổng thống Ukraine viết trên Telegram. Cách để khiến họ xuống thang chính là chúng ta thể hiện sức mạnh một cách hợp lý. Sự việc cũng cho thấy Thổ Nhĩ Kỳ đang nổi lên như một bên quyền lực trong các cuộc đàm phán về xung đột Ukraine.
Tổng thống Erdogan đã đóng vai trò quan trọng trong các thỏa thuận trao đổi tù binh giữa Nga và Ukraine. Khi Nga bị phương Tây cô lập về ngoại giao và kinh tế, ảnh hưởng của Thổ Nhĩ Kỳ tăng lên một cách rõ rệt. Chúng tôi biết Ankara có tiếng nói ở đây, nhưng không ngờ họ có ảnh hưởng tới ông Putin nhiều tới vậy. Tôi thực sự tò mò về bí mật của ông Erdogan, chuyên gia tư vấn Andrei Sizov nói. Tại Nga, quyết định nối lại thỏa thuận ngũ cốc đã khiến nhiều người có quan điểm cứng rắn với Ukraine bất bình. Họ không quan tâm đến cuộc chiến này, họ chỉ để ý tới tiền. Một tài khoản Telegram nổi tiếng từng kêu gọi quyên góp mua trang bị cho binh sĩ Nga cho hay. Đó là cách suy nghĩ của các chính trị gia, họ không quan tâm tới những người lính suýt chết ở Sevastopol. Nhiều blogger và nhà báo Nga ủng hộ Điện Kremlin cũng lên tiếng chỉ trích quyết định nối lại thỏa thuận ngũ cốc. Những đảm bảo của Ukraine không đủ để tạo dựng niềm tin sau 8 năm họ vi phạm các điều khoản về giải quyết xung đột ở vùng Donbass.